Thời gian gần đây, Quiet Luxury, giàu có trong thầm lặng, đang là một trong những phong cách sống được nhắc đến nhiều nhất. Lối sống này ám chỉ việc giới siêu giàu luôn tránh tìm đến thương hiệu nổi tiếng, phô trương hàng hóa đắt đỏ. Thay vào đó, họ chọn mua đồ dùng và xe cộ tối giản, tinh tế nhưng kín đáo. Điều này xuất phát từ tâm lý Money Talk, Well Whisper, người nhiều tiền thích khoe, người giàu thực sự thích mọi thứ kín đáo. Nói đơn giản hơn, lối sống Quiet Luxury trở thành trào lưu vì giới siêu giàu không cần flex với thế giới họ giàu thế nào. Nhắc đến giới siêu giàu, phần đông nhớ ngay đến những con người sở hữu khối tài sản khổng lồ. Họ di chuyển bằng máy bay tư nhân, sống trong tòa biệt thự lớn, trên người luôn dát đầy đồ hiệu xa xỉ và tiêu tiền không cần suy nghĩ. Tuy nhiên, thực tế, đó chỉ là một lát cắt nhỏ về những con người nắm trong tay phần lớn tài sản của thế giới. Theo BBC, bốn mùa của bộ phim đình đám nước Mỹ Succession, cái nghiệp đã mang đến cho người xem cái nhìn thoáng qua về trang phục của những người giàu nhất nước Mỹ. Chỉ nhìn thoáng qua tạo hình nhân vật, khán giả đã phân biệt được sự khác biệt giữa triệu phú và tỷ phú. Trong phim, nhân vật Sip Roy, một cô con gái tỷ phú luôn chọn diện áo cổ lọ đen trơn, áo sơ mi màu be, kết hợp với quần tây tối màu, bất chấp việc cô có thể mua nhiều đồ hiệu đắt đỏ. Càng hạn chế khoe mẽ tài sản càng tốt là phong cách thời trang của người giàu. Trong khi đó, Colleen Morriglennon, nhà thiết kế trang phục cho Industry, một bộ phim khác mô tả về cuộc sống của giới thượng lưu, từng chia sẻ với tạp chí Vogue. Ai đó càng giàu, càng khó bị phát hiện trong đám đông. Người cuối cùng bạn nghĩ đến mới đích thị là tỷ phú. Tất nhiên, Quiet Luxury không chỉ gói gọn trong giới hạn thời trang mà còn nằm ở nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Cụ thể hơn, thay vì chi khoản tiền lớn cho đồ vật từ thương hiệu nổi tiếng, giới siêu giàu chú ý hơn đến tính ứng dụng, cấu thành chất lượng và đảm bảo độ phù hợp của sản phẩm. Họ cũng ít chia sẻ thông tin về những chuyến nghỉ dưỡng, địa điểm của căn hộ cao cấp hay thể hiện địa vị bản thân trên mạng xã hội vì muốn bảo đảm sự riêng tư. Mặt khác, nhiều người không chi tiền cho siêu xe hay quần áo đắt đỏ có dính logo vì không muốn coi tài sản là sở hữu của cá nhân mà chỉ xem bản thân là người canh giữ chung. Thay vì chi tiền cho sự giàu có dễ bị phát hiện, họ tập trung vào mục tiêu tài chính dài hạn như đầu tư, tiết kiệm và xây dựng sự giàu có bền vững để đảm bảo an toàn trong tương lai. Không chỉ ngại khoe của, giới siêu giàu còn luôn muốn truyền đạt tư tưởng về cách dùng tiền thông minh đến thế hệ con cháu. Lo sợ con cái ỷ lại vào tài sản thừa kế hàng triệu USD, những phụ huynh này thường nói chuyện rõ ràng về cách tiết kiệm tiền, sử dụng lương hưu hay chi tiêu hợp lý khi những đứa trẻ mới 8, 9 tuổi. Theo Yahoo Finance, Quiet Luxury giờ đã không còn là thuật ngữ chỉ dành cho nhóm siêu giàu. Lối sống này đã trở nên phổ biến với mọi tầng lớp đa dạng thu nhập khác nhau, đặc biệt trong tình hình kinh tế khó khăn lan rộng như hiện nay. Dù có khối tài sản cao hay thấp, mọi người đều có thể áp dụng những nguyên tắc của Quiet Luxury để hướng đến sự bền vững trong tài chính. Điều này đến từ triết lý của Quiet Luxury, bạn không phải đang giấu tiền, mà là ý thức được mối nguy hiểm tiềm tàng của việc để lộ tài sản. Khi ai đó biết bạn dư giả tài chính, bạn có thể trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm, cướp giật hay vay nợ mà không biết đến ngày được trả lại. Mặt khác, khối tài sản cũng có thể làm thay đổi cách mọi người đối xử khi biết bạn có biến động thu nhập. Dưới đây là một số phương pháp theo đuổi lối sống Quiet Luxury mà bạn có thể tham khảo. Hạn chế thảo luận về giá trị tài sản cá nhân với người khác. Bạn có thể tham gia cuộc trò chuyện về tiền bạc, nhưng hãy luôn giấu kín con số thật về tổng tài sản và mức thu nhập. Tránh đăng tải cách bạn tiêu tiền trên mạng xã hội. Việc liên tục khoe khoang cuộc sống dư giả có thể khiến bạn trở thành đối tượng bị tấn công. Do đó, thay vì đăng tải hình ảnh về kỳ nghỉ hoặc những trải nghiệm xa hoa có thể ám chỉ địa vị xã hội, thì bạn nên tập trung vào nội dung làm nổi bật mối quan hệ của bạn và người thân, sở thích và thành tích cá nhân. Chi tiêu thông minh, bạn nên mua những món đồ phù hợp với năng lực tài chính, hướng đến chi tiêu bền vững và hàng hóa có chất lượng. Một lựa chọn mà bạn có thể tham khảo là mua nhà nhỏ, giúp tiết kiệm chi phí mua bất động sản và phí dịch vụ. Nguồn: Fortune, Yahoo Finance, BBC. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.